Chào mừng tất cả quý vị và anh chị đã quay trở lại với kênh của em nhé. Em là Song Thảo. Bây giờ em sẽ giới thiệu cho anh chị một chiếc xe Honda CR-V. Xe này của em là sản xuất năm 2018, động cơ 1.5 turbo. Xe này của em là phiên bản cao cấp nhất, bản L. Xe này màu đen biển Hà Nội anh chị nhé, chạy 19.000 km ạ. Màu đen anh chị nhé, xe còn rất là đẹp, chạy 19.000 km, bản 1.5L, 1.5 turbo ạ. Đấy, 4 quả lốp đều theo xe, rất là đẹp, lốp Michelin theo xe. Sơn zin còn khoảng tầm 95% ạ. Xe còn rất là đẹp, sản xuất năm 2018 anh chị nhé. Đây là bản phiên bản 7 chỗ. Đấy, 1.5 bô đôi này, cái này có cái này của em cả 4 quả lốp đều theo xe anh chị nhé, còn rất là đẹp, màu đen ạ, màu đen chứ không phải màu xanh rêu đâu ạ. Nhiều anh chị nhìn và hỏi em màu đen hay màu xanh rêu, em khẳng định luôn đây là màu đen nhé, màu đen và bản L cao cấp. Trên bản L cao cấp thì sẽ được trang bị cửa sổ trời panorama và có màn hình to, cộng với rất nhiều cái option khác mà lát nữa em sẽ quay vào ghế lái, em sẽ quay cho anh chị xem nhé. Đấy, bây giờ em sẽ quay này để cho anh chị mường tượng được cái xe. Nội thất thì còn rất là đẹp ạ. Trên cái bản này của em thì ngoài ra nó so với cái bản bay thì nó còn có cả, có thêm cả là có cửa nóc anh chị nhé. Quên cốp điện ạ, xin lỗi anh chị. Đây, 1.5 turbo. Đấy. Đây là bản 5+2 ạ. Có hai ghế nữa nhưng mà chủ xe thì không ngồi, cho nên trải tạm một cái thảm này. Đấy. Cửa sổ trời panorama nhá. Có điều hòa trên trần ạ, điều hòa trần. Đấy. Tất cả mọi thứ đều rất là trơn tru và sạch sẽ, rất là đẹp. Đảm bảo cho anh chị không bị đâm va ngập nước. Đấy. Cốp điện anh chị nhá. Màu đen ạ. Chiếc xe này thì em đang chào bán trên thị trường với giá là 1.030.000.000 anh chị nhé, 1.030.000.000 ạ. Tất nhiên là giá em có thể thương lượng với anh chị một chút, mời anh chị qua cửa hàng em xem xe, em sẽ bớt cho anh chị một chút nếu như anh chị có thiện chí mua xe. 1.030.000.000 sẽ có thương lượng ạ. Chạy 19.000 km anh chị nhé. Bây giờ chúng ta sẽ sang ghế lái để xem cả 4 quả lốp Michelin còn dày ạ, rất là đẹp. Trên cái hệ thống đèn pha của chiếc xe này thì nó khác so với đời cũ rồi ạ. Xe này của em là nhập khẩu anh chị nhé, quên chưa giới thiệu cho anh chị biết, nhiều anh chị sẽ không biết đâu ạ. Bản 5+2 này thì nó sẽ là nhập khẩu, xe nhập khẩu ạ. Đấy, logo rất là đẹp. 19.976 km anh chị nhé, rất là đẹp ạ, nguyên bản hết từ A đến Z. Mọi chi tiết đều được trang bị, mọi chi tiết đều rất là mới, rất là nhiều option được trang bị so với bản trước đấy là nó khác rất là nhiều. Đấy, vô lăng cần số, phanh tay điện tử nhá, đèn đổ start top. Cách đây khoảng mấy tháng thì nếu anh chị theo dõi Zalo hoặc Facebook của em thì có thấy em đi Hà Giang với một chiếc xe này. Em đi Hà Giang với một chiếc 1.5 turbo này, CR-V này, cũng khá ổn ạ. Chạy trên Hà Giang là cũng nói chung là ổn, em thấy ổn. Nhiên liệu ăn vừa phải. Chạy hôm ý em chạy 5 người trên chiếc xe này, đồ đề thoải mái, 5 người đồ đề thoải mái mà vẫn chạy kịp với những chiếc xe Land Cruiser các kiểu, hoặc là những xe chuyên dụng như kiểu Ford Ranger hoặc là Ford Everest chuyên đi đèo hoặc là đi đồi núi. Nhưng chiếc này đi phố rất tiện, đi phố thì không có gì để mà chê nó rồi, nhưng mà đi trên đường đèo nước nó khá ổn. Tuy là động cơ 1.5 thôi nhưng mà rất là khỏe, có turbo, em đi thấy ổn, em thì thấy ổn. Không biết anh chị như nào. Đấy, nội thất em cũng quay qua rồi để cho anh chị ngắm ạ. Chiếc xe này của em là CR-V, Honda CR-V, động cơ 1.5 turbo. Phiên bản 5+2, 7 chỗ ạ, phiên bản 7 chỗ 5+2. Bản L cao cấp nhất ạ. Chạy 19.000 km biển Hà Nội, màu đen. Giá bán là 1.030.000.000, có thương lượng, mời anh chị qua cửa hàng em xem xe. Em hỗ trợ anh chị vay 75%,
test hãng toàn quốc và giao xe toàn quốc cho anh chị. Em là Song Thảo, cảm ơn tất cả các anh chị đã theo dõi video của em. Khi cần mời anh chị liên hệ qua số điện thoại của em nhé. Xin phép dừng video ở đây, em chào các anh chị ạ.